Vườn An Hà Nội xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì em có một ít hàng em thanh lý cho các bác này. Cực rẻ thôi đây, những cái mầm hồ điệp nhá. Những cái cây hồ điệp giống ấy nhưng mà nó bị xấu quá rồi. Đấy, thế nên là em coi như là bán mầm cho mọi người giá 5.000 một cây nhá. Đây, giá 5.000 một cây. Về mình trồng vẫn tốt, về mình làm giống, mình sưu tầm thêm những cái màu hoa cho nó đa dạng nhá. 5.000 một cây này. Cái này em có khoảng 300-400 cây nhá, và em bán từ 30 cây đi, tại vì cái này cũng rẻ mà, 30 cây cũng chỉ có 150 thôi. Đấy, như là cây mầm hồ điệp như này, nó là cái cây hồ điệp mà giống hoa đại đấy, nhưng mà nó hơi bị xấu rồi. Đấy, thì em sẽ bán mầm cho mọi người, giá thì rẻ, bán cho mọi người 5 5.000 đến 5.000, nó còn thậm chí còn trả đủ tiền rêu ấy. Đấy. Đây. 30 cây này 150 nhá, 5.000 một cây thôi. Em sẽ nhặt Alonso, nó có nhiều màu đấy, có nhiều màu cho mọi người về sưu tầm đấy. Mọi người mua thì gọi điện số điện thoại là 0974 702 106 nhá. Đây, những cái cây như này còn 5.000 thôi. Đó, nhưng em bán từ 30 cây nhá. 150, 30 cây. Tiền cước thì mọi người tự thanh toán ạ. Tiền cước thì chúng ta tự thanh toán nhá. Tiếp đến này, em cũng còn một ít cây cát. Cát mini đây. Mẫu hoa của cây cát mini đây. Nhá, mẫu hoa của cây cát mini này. Nó có mấy màu đấy, cam, trắng, hồng, tím, đỏ. Đây nhá, còn hình thức cây đây ạ. Hình thức cây này. Nó khá là nhiều giả hành, và cát này thì mình về mình trồng khoảng tháng rưỡi cho đến 2 tháng nữa là nó ra hoa rồi. Đấy. Cái cây này nhà em nó cũng trưởng thành đấy, nó trưởng thành rồi. Đó, trưởng thành nó cho hoa mấy năm rồi, mình về mình sẵn trồng thôi. Đây có cả cắt một lá cắt đại này, nhưng mà những cái chậu này nó cũng hơi xấu hơn một chút rồi đấy, nên em sẽ bán giá rẻ rẻ cho mọi người thôi. Em bán cho mọi người là 2 cây là 150 nhá, 2 cây là 150.000, bán rẻ cho mọi người 2 cây là 150.000 thôi. 2 cây cát to 150.000. Mọi người mua thì nói rõ cho em là video ngày hôm nay là 20 à, ngày mùng 6 tháng 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 8 à, tháng 8 nhá. Tiếp đến hồ điệp đen này. Hồ điệp lá đen đang nhiều hoa quá rồi. Đấy, hồ điệp đen, hồ điệp mini đang hoa. Lá xếp lá đen rất là đẹp nhá. Cây này thì hôm nay em cũng giảm giá 150 hai cây. Hôm nay toàn những mặt hàng 150 thôi. Để làm sao cân đối giá 150. 2 cây. Lá xếp rất đẹp. Lá xếp rất là đẹp nhé. Lá đen là xếp rất đẹp. Cái này thì nó cho hoa quanh năm. Hồ điệp mini nó sẽ cho hoa quanh năm. Đó. Bây giờ cho hoa ông Tết có thể cho hoa tiếp. 150 hai cây. Đến hồ điệp thơm nha. Hồ điệp thơm này, hồ điệp thơm này nó không có ngồng. Cái này thì để đến chơi Tết nhá. Tại hồ điệp thơm này em vừa mới bỏ ngồng ấy, để mình chơi, để đến dịp Tết chơi cho nó khỏe cây. Đó, hồ điệp thơm. Hồ điệp thơm thì có 2 màu, là 3 màu, là cam này với cả màu đu đủ và màu vàng sao. Đây có cái màu đu đủ đang nở hoa rất là thơm. Đó, có 3 màu. Thì hôm nay em bán là 3 cây là 150.000. 3 cây hồ điệp thơm 150.000 nhá. Combo 3 cây hồ điệp thơm 3 màu là 150.000. Tiếp đến là hồ điệp chớp. Hồ điệp chớp này. Nhưng mà hồ điệp chớp này thì em chỉ còn mỗi màu vàng chớp thôi. Đấy, màu vàng chớp này thì em cũng bán 50.000 một cây. Ngày trước này em bán 60.000 đấy, bây giờ em bán 50.000 một cây. Bán từ 3 cây nhá, cũng 150. Tất cả chỉ có 150 thôi. Em quay sang một số mặt hàng khác nhá. Đây, mặt hàng kiếm này, phi điệp này, rồi là thiên nga giống này, nhà em vẫn có rất là nhiều. Đấy, thì mọi người mua thì có thể xem lại những cái video trước nhé. À đây, thêm một mặt hàng giảm giá nữa cho các bác sưu tầm luôn. Đen rau xuân. Bác nào mua về để đến Tết chơi này. Đấy, đen rau xuân. Như cái cốc nhỏ nhỏ xinh xinh em trồng ở cốc nhỏ để gửi đi cho dễ. Thôi bán cho mọi người 18.000 nhé. 18.000 thôi. Đen rau xuân.
Đấy, nó có vài thân ấy. Em trồng ở cốc nhỏ ấy. Cái này trồng Tết thì nó sẽ có một số cây nó có thể lên được hoa đấy. Đó. Đấy, mình về mình làm giống. Có 18.000 một cây thôi. Nên nó xuân có 5 màu nhá. Cái này em bán từ 10 cây. Phi điệp đây, phi điệp. Phi điệp 25.000 này. Phi điệp 25.000 cao 4 cm. Có nhiều vùng miền nhá. Đây là cái hàng phi điệp gieo hạt. Các loại hoa rừng ấy ạ. Đó, các loại hàng rừng gieo hạt. Thế nên cây nó rất là cứng khỏe và đẹp nhá. Cây rất là cứng khỏe, cây cao tầm khoảng 3 cho đến 4 4 cm rồi, 4 cm trở lên rồi. Đây, nhìn nó rất là cứng khỏe. Đấy, nó như cái kiến mà mình mua ở trong rừng ấy. Nhưng bây giờ kiến rừng thì hết rồi. Mọi người khai thác hết sạch nó rồi. Đấy. Nhưng mọi người có thể mua những cái cốc này. Thì ở trong rừng thì nó cũng là từ hạt mà ra ấy mà. Thì đây em gieo hạt từ những cái cây cây rừng ấy, nhưng mà là những cái cây chọn lọc loại đẹp. Đó, chứ nó không không phải là những cái cây xấu đâu. Đây toàn những cây đẹp thì mới đem lấy quả của nó để gieo hạt thôi nhá. 25.000 một cây. Đây rất là đẹp. Đấy, nhìn nó cứng khỏe, nhìn đẹp lắm. 25.000 một cây nhá. Cái này thì em bán từ 10 cây. 10 cây. Riêng cái loại này thì em 10 cây em sẽ bao ship cho mọi người nhé. Tại cái này nó nhỏ nhỏ xinh xinh mà. 10 cây em sẽ bao ship cho. Đây, rừng rất là đẹp. Rồi, mọi người mua thì gọi điện cho em theo số điện thoại là 0974 702 106 nhé. Đó. Số điện thoại em có để trên bài viết đấy ạ. Thiên Nga giống thì vẫn là 5 màu 20.000 một cây. Đấy, Thiên Nga giống. Cây nó cao tầm khoảng một đốt ngón tay rồi. Đó, mọi người mua rồi xem chọn cái gì ấy thì mình có thể ghi ra rồi gọi điện nói rõ cho em nhé. Hôm nay thì toàn là những cái mặt hàng rẻ thôi, chỉ có những cái đơn hàng tầm khoảng 150 200 thôi, sưu tầm được rất là nhiều giống lan. Rồi, em xin chào mọi người nhé.